Nếu bạn là một tín đồ thích son thì chắc hẳn đã nghe qua cái tên Perfect Diazi rồi phải không? Dù mới chào sân chưa lâu nhưng điều gì đã giúp em Du Intense Velvet Slim Lipstick của thương hiệu này làm tan chảy trái tim hàng triệu cô gái vậy? Các bạn có tò mò không? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! 1. Thương hiệu được thành lập từ năm 2017, trực thuộc hãng thương mại điện tử Yatesen với người cha đẻ là Hoang Jin Feng. Perfect Diary trở thành một thương hiệu mỹ phẩm nội địa chung nhận được sự quan tâm của nhiều tín đồ làm đẹp thế hệ Gen Z. Mặc dù sinh sau đẻ muộn nhưng với cách tiếp cận khách hàng hợp xu hướng và chất lượng sản phẩm tốt, thương hiệu này đã chiếm 4% thị phần mỹ phẩm tại Trung Quốc, chỉ sau hai ông lớn đình đám trong giới làm đẹp là Ozil và LVMH. Với tham vọng và quyết tâm to lớn, những người sáng lập ra Perfect Diary mong muốn tạo ra một biểu tượng sắc đẹp có tầm ảnh hưởng nhất tại Trung Quốc, giống như các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Với Perfect Diary, người phụ nữ có thể khẳng định giá trị của bản thân thông qua những sản phẩm làm đẹp độc đáo. Hiện tại, Châu Tấn chính là đại diện thương hiệu cho nhãn hàng này, mà cụ thể là dòng son Perfect Diary Du Intense Velvet Slim Lipstick mà chúng ta đang tìm hiểu. 2. Thiết kế, bao bì. Thiết kế vô cùng sang chảnh, đẹp mắt và cầm cũng khá chắc tay. Sang nhung lì nhà Perfect Diary sở hữu một thiết kế slim mỏng nhẹ. Thân son được thiết kế theo dạng hình trụ bán nguyệt, giúp dễ dàng điều chỉnh son khi dùng. Vỏ son là sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu kim loại mạ vàng cùng với phần da trắng. Logo được in chìm dọc thân son. Khi mua son, khách hàng sẽ được tặng thêm một vỏ da để đựng son màu trắng vô cùng tinh tế. 3. Bảng màu son. Bộ sưu tập Perfect Diary Du Intense Velvet Slim Lipstick gồm có 8 màu son. L01 Nui Pink Palette, màu cam đất. Nghe tên là Nui Pink nhưng màu này thực chất là cam đất. Đây là một màu khá phổ biến, có thể dễ dàng mix và âm, match với nhiều tone trang điểm khác nhau và vô cùng phù hợp để sử dụng hàng ngày. L02 Gió Si Lam Kim, màu hồng đất, là một tone đất nhẹ nhàng. Màu này cũng khá thích hợp để dùng hàng ngày, đặc biệt là dành cho những cô nàng nhẹ nhàng, nữ tính. Vì không quá ngả hồng, không bị bợt nên Gió Si Lam Kim khá dễ sử dụng so với các màu hồng đất khác. L03 Maple Chelsea, màu đỏ gạch. Nếu bạn thích màu son đỏ gạch pha chút nâu và cam nhẹ nhẹ, thì đây là lựa chọn hoàn hảo. Màu son này phù hợp với mọi thời tiết, dù là ngày thu se lạnh hay mùa hè nắng ấm. Hơn thế, với mỗi màu da Maple Chelsea cũng sẽ mang đến một nét đẹp rất riêng. L04 Vintage Kitten Heart, màu đỏ ấm. So với màu L03 Maple Chelsea, L04 có nhiều sắc đỏ hơn nên sắc nâu và cam cũng bị lép vế. Màu son này gợi lên cảm giác cuốn hút, cổ điển và phù hợp với mọi tone da. L05 Gladiator Sunset, màu cam thuần. L05 là một sắc cam thuần, tone màu ấm, rất phù hợp với những chị em có lối trang điểm theo phong cách của Mỹ. Tuy nhiên, màu này sẽ có khả năng làm xỉn màu da nên bạn nhớ make up kỹ khi sử dụng nhé. L06 Magician, màu đỏ tươi. Đây là một tone đỏ tươi thuần khiết mà nàng nào cũng nên có. Vì dù là dịp nào, trang phục ra sao màu son cũng đều phù hợp. Nếu bạn đang đi học thì có thể thoa son ở lòng môi, màu son sẽ lên kiểu trúng chín nhìn vô cùng dễ thương. L07 Vivid Mauve, màu đỏ lạnh. Nếu L06 là màu đỏ tươi thì L07 mang tone đỏ lạnh pha chút sắc tím, đem lại một cảm giác khá bí ẩn. Với màu son này, chúng ta chỉ cần make up xương xương cùng trang phục đơn sắc thôi là đủ để nổi bật rồi nha. L08 Ruby Balm, màu đỏ hồng. Nếu bạn là một cô nàng hơi nữ tính, ngại son đỏ quá sẫm hay quá tươi thì Ruby Balm chính là chân ái. Tuy nhiên, màu son này sẽ nổi bật với nền da trắng hơn nên sẽ hơi khó dùng so với các sắc đỏ khác. 4. Công dụng. Đối với em Perfect Diary Du Intense Velvet Slim Lipstick này, bạn có thể lựa chọn cách thoa lọc môi hoặc phun môi đều đẹp xuất sắc nha. Nếu muốn màu son lên đậm sắc nét, bạn hãy chọn cách thoa phun môi nhé. 5. Ưu nhược điểm, ưu điểm. Thiết kế sang chảnh, bắt mắt. Chất son mềm mịn, đánh lên môi cảm giác nhẹ nhàng, không bị nặng hay bí. Có chứa dưỡng chất nên không khiến môi bị khô. Màu son lên chuẩn chỉnh chỉ sau 1 đến 2 lần tô. Độ bám màu tầm 4 đến 5 tiếng nếu không ăn. Nếu có ăn uống son sẽ trôi nhẹ nhưng không bị quá nhợt nhạt. Bảng màu có nhiều màu hot trend, dễ dàng dàng mix và AMP, match. Có phân phối chính hãng tại Việt Nam. Nhược điểm, giá thành hơi cao so với mặt bằng chung của các thương hiệu nội địa chung. Phần da trắng trong thiết kế dễ bám bẩn, còn phần kim loại mạ vàng dễ dính vân tay khi dùng. 6. Trải nghiệm của bản thân. Mình xem được nhiều đánh giá khá tốt về em son của nhà Perfect Diary nên cũng đánh liều mua dùng thử, nhận được sản phẩm. Mình thật sự là rất hài lòng vì thiết kế vô cùng sang chảnh và tinh tế. Chất son nhung lì vô cùng mềm mịn, mặc dù là son lì lại không hề gây cảm giác nặng môi hay khô bí như một số sản phẩm son lì khác. Điều này khiến cho mình cực kỳ yêu thích ở em này. Với 8 màu son khá trendy và dễ sử dụng, bạn có thể chọn cho mình vài cây để đáp ứng cho nhiều hoàn cảnh khác nhau nè. Mặc dù giá thành có vẻ hơi cao, nhưng mà đánh đổi để có được một cây son như ý thì cũng không quá đắt phải không nào. 7.
các câu hỏi thường gặp, giá sản phẩm này là bao nhiêu? Một Emperfect Dai Azizu Intense Velvet Limited có giá khoảng 400.000 Việt Nam đồng một thỏi son 8G nhé. Mua sản phẩm chính hãng ở đâu? Bạn có thể dễ dàng mua hàng chính hãng ngay tại link dưới video nhé.